nói ra thập phương thần cảnh ánh mắt của hắn đầy vẻ cuồng nhiệt cả đời sở cầu thần cảnh mịt mù không thể biết hôm nay giới thần bi xuất hiện làm cho hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới kia có tồn tại còn có phượng hoàng chân hỏa trôn giấu sâu trong linh hồn của hắn cũng là thượng cổ chân linh tồn tại thập phương thần cảnh đoạn việt thần sắc nghiêm nghị và kính nể trên mặt tràn đầy thần sắc hướng tới võ đạo trung cực thập phương thần cảnh thiên cổ đến nay vô số cường giả truy cầu vô thượng đại đạo là đây Hai người trầm mặc một hồi, Lý Vân Tiêu tiếp tục nói: "Hiện tại ta càng hiểu càng sâu về giới thần bi, tuy nhiên ta vẫn không cách nào nắm giữ nó được, chỉ có một ít phỏng đoán. Giới thần bi vốn có nguyên khí dồi dào, tự thành linh khí không gian, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại linh khí biến mất, có lẽ là trong vô số năm tháng trôi qua, có lẽ là năm đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng nói đúng hơn hiện tại khối giới thần bi này chính là một khối tử bi." "Tử bi?" Đồng tử Đoạn Việt đột nhiên co lại, một phương tử bi đã kinh thiên động địa như thế, nếu như kích hoạt thì thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cuồng nhiệt, hơi kích động nói. Nếu như ta suy đoán không sai, một khi linh khí đạt tới mức độ nhất định, khối giới thần bi sẽ sống lại. Đến lúc đó không chỉ có uy lực khó có thể dự đoán, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ linh khí, phương không gian này sẽ khuếch trương vô hạn, tự thành thế giới. Đoạn việc cả kinh toàn thân Zun, tự thành thế giới là tồn tại nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhưng mà chuyện này quá mờ ảo, muốn tự thành thế giới cần linh khí cho dù rút sạch linh khí của thiên vũ giới cũng chưa chắc đủ. Ta hiện tại muốn chính là trước tiên kích hoạt nó. Muốn kích hoạt giới thần bi, phải mở ra tứ đại lĩnh vực. Tứ đại lĩnh vực. Đoạn Việt nghi vấn nói. Không sai. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Tiên võ giới chi làm đông, nam, tây, bắc tứ đại vực giới, giới thần bi tuy nhỏ, thực sự ngũ tạng đều đủ, cũng có tứ đại vực giới, phân biệt là địa, thủy, hỏa, phong. Mỗi thế giới vực có một viễn cổ trận pháp trèo chống. Trong quá trình tu luyện đại diễn thần quyết, ta đã dần dần có thể cảm nhận được vị trí của bốn đại viễn cổ trận pháp. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất chính là linh khí. Đoạn Việt rốt cục hiểu vì sao hắn lại đi khắp nơi vơ vét nguyên thạch như thế, hắn nhịn không được nói. Ba đại pháp án của ngươi sao không bán giá cao, vì sao bán tiện nghi như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Việc buôn bán nha ăn chút thiệt thòi sợ cái gì. Thuật luyện sư công hội giá trị không chỉ có chút tiền này, trước tiên làm tốt quan hệ với bọn họ đi đã. Hắn cười sáng lạn, hàm răng trắng loãng hiện ra ngoài. Đoạn Việt lúc này dùng mình, sinh ra cảm giác lạnh cả người, thầm nghĩ thuật luyện sư công hội sắp không may. Lý Vân Tiêu Thu Liễm vui vẻ, ánh mắt trông về phía xa, nghiêm mặt nói: "Ta sẽ đi hỏa chi vực giới ngay bây giờ, thân thể của ta tàng Phượng Hoàng chân hỏa, có lẽ thế giới này dễ mở ra nhất." thân ảnh hai người biến mất ở phương thốn sơn sau một khắc đã đi tới một khu vực hoang vu cách phương thốn sơn mấy ngàn dặm nhìn qua nơi này là địa vực hoang vu sỏi đá không có nửa điểm sinh cơ trong khu vực to lớn khuôn cùng này phiêu đãng linh khí như có như không cũng là hấp thu từ vô thượng cung cơ hồ không cần tính nơi này chính là hỏa chi vực giới đoạn việt cao mày nói hắn không cảm thụ có gì khác biệt trừ những linh khí ti tí, tí phiêu đãng ra nơi này hoàn toàn mờ mịt Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, một tay vung lên, niết ấn ở trước ngực, hắn đọc lẩm bẩm. Lập tức một khoa đầu văn màu vàng hiện ra, chính là đại giới thần quyết, thân thể của hắn xuất hiện kim quang lập lòe, dị tượng này hoàn toàn giống như đúc lúc thi triển đại diễn thần quyết. Một văn tự khó hiểu từ trong miệng Lý Vân Tiêu bay ra, thân thể của hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng trang nghiêm thần thánh. Đoạn Việt nhìn thấy mà kinh hãi, đây là bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu chính là thần linh của nơi này, không thể địch nổi khi kinh văn tối nghĩa đọc lên không gian bắt đầu rung rung giống như cánh cửa viễn cổ sắp mở ra truyền ra âm thanh nặng nề trong hoang mạc mênh mông sỏi đá chậm rãi xuất hiện đồ án dài rộng không biết bao nhiêu to lớn đồ sộ giống như một hung thú viễn cổ đang ngủ đông dưới mặt đất lý vân tiêu mở mắt ra hắn cũng giật mình nhìn qua đồ án to lớn này cho dù đang ở trên không trung quan sát đại địa cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé không nói nên lời không hổ là trận pháp có thể mở vực giới vậy mà to lớn như thế vốn có vài lần lòng tin lý vân tiêu lúc nhìn thấy chân dung của trận pháp thì nội tâm sinh ra cảm giác vô lực cái này chấm 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 hắn vuốt vài tỷ khối trung phẩm nguyên thạch trên người dường như còn chưa đủ nhét kẽ răng của hung thú trước mặt đoạn việt cũng cảm thấy nội tâm ưu tư nói nguyên thạch đủ không lý vân tiêu lau mồ hôi lạnh nói có lẽ đủ nhét kẽ răng đoạn việt chấm 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 Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không có việc gì, ta trước tiên kích hoạt trận pháp, có phượng hoàng chân hỏa tọa chấn trận nhãn, có lẽ kích hoạt không thành vấn đề, muốn vận hành trận pháp thì khó khăn. Hán điểm vào mi tâm, lập tức chân hỏa biến hóa mà ra, trên không trung có hỏa phượng ngưng tụ, gào thét bay thẳng tới trung tâm trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, hắn đan điền hắn luyện hóa thanh liên địa hỏa không ngờ sinh ra sợ hãi và diên dĩ. Dưới thần hỏa, vạn hỏa thần phục đáng tiếc dùng tu vị trước mắt của lý vân tiêu cũng chỉ có thể mô phỏng thần hỏa trong giới thần bi nếu không thần hỏa xuất thế cả nam vực thiên vũ đại lục ai có thể địch nổi hỏa phượng biến hóa thành lưu tinh xẹt qua bầu trời nó rơi xuống đất thì trận nhãn run run ánh lửa trùng thiên cả thiên địa chiếu sáng đỏ bừng nhìn qua giống như hoàng hôn ngày tận thế đặt mình trong biển lửa địa ngục loại cảm giác này lý vân tiêu đã trải qua một lần chính là tại thiên thủy quốc phượng hoàng sơn ở trong thế giới ý thức chân linh phượng hoàng chính là nếp bàn chi hỏa, dục hỏa trọng sinh. Đoạn Việt trước uy thế của thiên địa này đã sớm sắc mặt trắng bệch, nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Bình tĩnh một chút. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể lao như bay, hắn giống như đại bàng dương cánh lao thẳng vào trong biển lửa. Tiếng quát nhẹ chẳng khác gì chuông sớm chống chiều vang lên trong đầu đoạn Việt, kéo hắn từ trong kinh hãi trở về. Đoạn Việt đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngừng vận chuyển linh khí ngăn cản uy thế thiên địa này. Khi Lý Vân Tiêu tiến vào trong thế giới biển lửa, cả hỏa diễm trong thiên địa trở nên ôn hòa, không hề nóng bỏng hay cường thế. Kim quang vận chuyển quanh thân Lý Vân Tiêu, trong đồng tử của hắn cũng có hỏa diễm màu vàng, không ngừng có khoa đầu văn tiêu tán lại sinh ra. Hắn đánh ra một ký hiệu, hỏa diễm bốn phương từ từ ngoan ngoãn lại, dường như bắt đầu được lực lượng của hắn dẫn đạo khuếch tán ra khắp trận pháp. Đoạn Việt cảm nhận được thiên địa uy áp dần dần yếu đi, lúc này nội tâm vẫn còn sợ hãi nhưng mở hai mắt ra, đã thấy phía dưới là biển lửa đỏ bừng, Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy thân ảnh. Hắn biết rõ bổn sự của Lý Vân Tiêu cho nên không quá lo lắng, giờ phút này Thanh Liên Địa Hỏa trong người bắt đầu thích ứng cảm giác này, chậm rãi bốc cháy lên, có xu thế phát triển. Đoạn Việt đại hỉ không thôi, Thanh Liên Địa Hỏa chính là được Phượng Hoàng Thần Hỏa tầm bổ, nó dường như có dấu hiệu tiến hóa. Hắn vội vàng bảo thủ tâm thần, bắt đầu chậm rãi hút hỏa nguyên tố trong thiên địa vào trong người, dốc lòng bồi dưỡng Thanh Liên Địa Hỏa. Hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa nó đã cùng tiến thoái với hắn. Trong giới thần bi thời gian vô hạn, không có ngày ban ngày thay đổi, không có số lượng ngày qua đi. Đoạn Việt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo hỏa diễm đỏ bừng, lóe ra hào quang kinh hỉ, thanh liên địa hỏa của hắn lúc này đã tiến hóa, uy lực hơn xa lúc trước. Hắn nhìn qua bên dưới vẫn là biển lửa khôn cùng, lúc này mới sinh ra một tia lo lắng, sợ Lý Vân Tiêu có chỗ ngoài ý muốn. Trong lúc này hỏa diễm phía dưới kích động, chúng từ bốn phương tám hướng co rút lại, hội tụ vào trung tâm trận nhãn. Hỏa vực vạn dặm trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, bị một nam tử thu vào trong lòng bàn tay, nó nhảy nhót đầy yêu dị. Vân Thiếu Đoạn Việt cả kinh kêu một tiếng, Lý Vân Tiêu toàn thân bành trướng vài phần, cơ bắp nhô lên, thân thể trở nên to con hơn trước, chính là phách thiên luyện thể quyết trí cường bá thể. Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngương trọng, chậm rãi cầm hỏa diễm trong tay đặt vào trong trận nhãn, lập tức cả trận đầu biến thành màu đỏ, như thái cổ dã thú ngủ sau trên mặt đất. Đoạn Việt vội vàng bay xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, khẩn trương hỏi: Như thế nào? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: Đã kích hoạt trận pháp, nhưng mà thập phần không ổn định, hơn nữa không có linh khí rót vào, sớm muộn gì cũng khôn cạn lần nữa. Ta ý định làm trận pháp kèm thao, làm cho trận pháp viễn cổ này ổn định lại. Thần niệm của hắn khẽ động, lập tức không trung bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, một nhóm lớn nhân ảnh hiện hiện trên không trung, chính là mấy ngàn võ giả tu luyện trong giới thần bi đoạn việt bị mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện làm giật mình tất cả mọi người cũng không hiểu cái gì đang tu luyện thật tốt vì sao không hiểu gì đã xuất hiện tại nơi đây